một cái màng nó lót ở trong bụng. Phúc là bụng, mạc là màng. Vì thế phúc mạc còn được gọi là màng bụng. Nó hoặc là nó lót ở cái trong cái thành bụng, ở phía sau của thành bụng trước, hoặc là phía trước của thành bụng sau, hoặc là nó bọc, hoặc là nó phủ, hoặc là nó đậy cái lỗ trúc ở trong bộ bụng. Thì cái loại màng như vậy đó, nó được gọi là phúc màng. Phần đầu chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái khái niệm để giúp ta hiểu về phúc màng. Sau đó chúng ta tìm hiểu cấu tạo các thành phần của phúc màng. Và cuối cùng thì chúng ta tìm hiểu về cái phần phát triển phôi thai của ống tiêu hóa dưới cơ hoành. Tức là tại sao có bờ cung lớn, bờ cung nhỏ, tại sao có mạch lối lớn, mạch lối nhỏ, tại sao manh tràng nằm ở hố trụ phải, tại sao tá tràng bị đẩy ra thành bụng sau, vâng, nó giải thích cho chúng ta. Tại sao các cấu trúc của ống tiêu hóa dưới cơ hoành, tức là dạ dày cái xuống đó, nó lại được sắp xếp theo một trình tự mà chúng ta đã thấy ở trong bộ. Thì để tìm hiểu về phúc mạc thì người ta đưa ra một cái hình tượng về phúc mạc. Đó là tưởng tượng cái bụng của mình bằng cơ, các lớp cân cơ ở thành bụng trước bên, các lớp cơ ở thành bụng sau rồi đó, nó vòng lại tạo thành một cái giống như trái banh ở phía ngoài, cái vỏ của trái banh ta gọi là cái thành bụng. Tức là ta đã học thành bụng trước bên, thành bụng sau, nó có cơ, có mạc gì đó. Và bên trong cái thành bụng này nó sẽ chứa những cái tạng nào đó bất kỳ, ví dụ như là dạ dày, gan, thận, lách gì đó. Sau đó chúng ta hình dung là chúng ta dùng một cái miếng màng, nó ta gọi là phúc mạc đó, chúng ta bọc, bọc ở chung quanh cái tạng, gần hết cái diện tích chung quanh của tạng. Thì phần phúc mạc mà ôm sát cái mặt ngoài của tạng, gần hết cái diện tích cái mặt ngoài đó, được gọi là phúc mạc tạng hay là lá tạng của phúc mạc. Ở phần phúc mạc tạng đó nó kéo dài ra thành hai lá, được gọi là, nếu nó giúp cho cái tạng này được treo vào thành bụng sau, thì cái phần đó của phúc mạc tạng được gọi là mạc treo. Như vậy, mạc treo là cái phần của phúc mạc tạng mà nó kéo dài từ cái tạng, thường là đi ra phía sau để nó đứng cái tạng đó ra thành bụng sau, và người ta gọi cái đó là cái mạc treo. Sau đó chúng ta dùng một cái lá khác, trên hình này chúng ta tô màu đỏ đó. Thực ra cái phần màu xanh lá cây với phần màu đỏ này nó liền lạc với nhau, nó tạo thành cái túi kín. Chúng ta tưởng tượng ta nối những cái nét màu xanh với những nét màu đỏ thì chúng ta thấy thực ra nó kín chứ nó không có hở. Nhưng mà vì nó phủ ở phía sau thành bụng trước hoặc là phía trước thành bụng sau, cho nên phần đó người ta gọi nó là phúc mạc thành hay là lá thành của phúc mạc. Và như vậy có một cái tạng màu tím này nó được phúc mạc bọc gần như hoàn toàn, trong khi đó cái tạng màu nâu này thì nó chỉ được phúc mạc đậy lên ở cái mặt trước của nó thôi. Như vậy là các tạng trong ổ bụng có thể được phúc mạc bọc ở chung quanh, hoặc cũng có thể không được bọc chung quanh mà chỉ được che đậy ở mặt trước hoặc là ở mặt trên của tạng thôi. Rồi, như vậy là cái thể tích mà nằm bên trong cái phúc mạc tạng đó thì được gọi là phúc mạc thành đó, được gọi là nguyên cái phần mà chúng ta mới vừa tô màu á, ta mới vừa tô màu đó, thì phần đó được gọi là ổ phúc mạc. Như vậy ổ phúc mạc nó nằm giữa lá thành với lá tạng, và về cái khái niệm này thì nó giống như là ổ màng phổi hoặc là ổ màng ngoài tim, hay là khoang màng phổi, khoang màng ngoài tim. Bạn dịch là ổ phúc mạc cũng được, bạn nói là khoang phúc mạc cũng được. Giống như bạn nói ổ màng phổi hay khoang màng phổi, ổ màng ngoài tim, khoang màng ngoài tim, cũng có lá thành lá tạng như vậy. Và giữa hai lá thành lá tạng này nó có một ít dịch. Một ít là khoảng từ 5 cho tới 20 ml. Đủ để nó bôi trơn trên một cái diện tích phúc mạc là khoảng từ 1 mét tới 2 mét vuông. Diện tích phúc mạc
Nếu mình lấy bộ mặt ra hết, mình trải trên bề mặt, mình tính diện tích, thì bạn thấy nó gần bằng cái diện tích da của cơ thể một người lớn trưởng thành. Thông thường một người lớn trưởng thành thì cái diện tích da của họ tùy theo tầm vóc có thể khoảng từ 1,5 m tới 2 m. Những người phương Tây là có thể 2 m hoặc trên 2 m. Còn những người châu Á chúng ta thì khoảng 1.5 m². Thì 20 ml mà trải trên một cái diện tích 1 m x 2 m², do đó mà trong ổ phúc mạc không có dịch, nó chỉ đủ bôi trơn làm ướt cái lá thành với lá tạng để giúp cho lá thành lá tạng trượt lên nhau dễ dàng mà thôi. Như vậy qua cái hình này chúng ta tìm hiểu khái niệm về thế nào là thành bụng, thế nào là lá thành, thế nào là lá tạng của phúc mạc và thế nào là ổ phúc mạc. Như vậy ổ bụng nó nằm bên trong thành bụng, như vậy ổ bụng chứa ổ phúc mạc. Ổ bụng ở ngoài, ổ phúc mạc ở bên trong. Mình nói như vậy thì có vẻ một cái lớn, một cái nhỏ, nhưng thực sự ra nó gần bằng nhau. Vì phúc mạc thành nó ôm sát cái mặt sau của thành bụng trước và mặt trước của thành bụng sau. Như vậy thì từ đây trở đi, sau khi học bài phúc mạc xong, thì về mặt lý thuyết mà nói thì chúng ta phải phân biệt được ổ bụng khác ổ phúc mạc. Ổ bụng chứa ổ phúc mạc. Như vậy khi chúng ta mổ bệnh nhân, chúng ta dùng dao, chúng ta mổ hở bệnh nhân ở thành bụng trước, chúng ta rạch từ từ da lớp mỡ, rồi xuống các cơ chéo ở bụng, sau đó tới lớp mạc ngang, rồi tới lớp mỡ ngoài phúc mạc, rồi tới phúc mạc. Thì hôm nay chúng ta biết cái phúc mạc mà chúng ta rạch đó, ví dụ chúng ta tưởng tượng chúng ta rạch từ nông tới sâu dần này đó, thì tới một lúc nào đó nó có cái màng mỏng cuối cùng trên đường đi của lưỡi dao mà hoặc là cái kéo, mình phải nhấp cho nó cái nó lủng một lỗ, sau đó mình cắt vậy nè, thì mình mở rộng. Như vậy thì mới đầu là mình mở ổ bụng, sau đó mình mở cái gì, mở ổ phúc mạc. Thì mình vào trong ổ phúc mạc, mình bắt đầu thấy tạng này tạng kia đó, thấy mạch nối lớn, thấy ruột non, thấy gan, thấy lách, thấy dạ dày. Như vậy thì khi mình đọc sách ngoại khoa, mình nghe người ta chỉ mình cách mổ là mổ lần lượt từ nông đến sâu vào đến ổ phúc mạc rồi làm cái gì đó, thì mình hiểu ổ phúc mạc là cái gì. Vậy ổ phúc mạc là một cái khoang, nó nằm giữa lá thành với lá tạng của phúc mạc. Nhưng mà trên hình này mình vẽ có ba tạng thôi, tượng trưng để mình hiểu cái khái niệm thôi, chứ thực ra trong cái thể tích của ổ phúc mạc nó chật chội lắm, vì tất cả các tạng nó nằm, nó xếp chồng chất với nhau, nó xếp khít với nhau, cho nên thực sự ra cái thể tích thật sự của ổ phúc mạc là không đáng kể. Vì thế người ta còn phát biểu là ổ phúc mạc là một khoang ảo. Khoang ảo tức là khoang nó thực sự có khi chúng ta banh nó ra. Chứ còn nếu ta không can thiệp, ta để nguyên vậy, thì do các tạng nó sắp xếp sát với nhau, cho nên cái thể tích thực, thể tích vật lý của cái khoang đó là không đáng kể. Thì những cái khoang nào mà có thể tích cái kiểu như vậy, nó sẽ có khi có cái gì chen vô làm cho nó rộng ra. Còn khi không có gì chen vô làm cho nó rộng ra thì cái thể tích nó không đáng kể. Thì trong y học người ta gọi đó là khoang ảo. Khoang ảo. Như vậy là ổ phúc mạc thực ra là một khoang ảo. Cũng khoang ảo là gì sao vừa mới biết. Thì những cái phần của phúc mạc, ví dụ trên hình này, thực tế trên hình này là cái phần lá tạng của phúc mạc. Khi mà bọc hết cái diện tích, gần hết cái diện tích xung quanh của một tạng thì nó chọc lại với nhau, nó tạo thành một cái cấu trúc người ta gọi là nếp phúc mạc. Nếp phúc mạc đây có thể hiểu như trên hình này, đó là một cái mạch treo, nó treo cái tạng màu tím này vào thành bụng sau, hoặc đó là một cái mạc nó nối một cái tạng X nào đó với một tạng Y nào đó, hoặc có thể là nó là cái dây chằng nào đó. Thì những cái phần do hai lá phúc mạc chọc lại tạo thành đó người ta gọi tổng quát là nếp phúc mạc. Còn nếu gọi cụ thể tùy theo trường hợp mà người ta có thể gọi nó là mạc treo. Nếu nó treo một tạng vào thành bụng sau, người ta gọi nó là mạc nối. Nếu nó nối một tạng X với một tạng Y nào đó, hoặc nó gọi nó là dây chằng, nếu nó cũng nối một tạng X với một tạng Y nào đó. Như vậy về mặt thuật ngữ mà nói, thì vì lúc chúng ta học xương khớp ở chi trên, chúng ta có nghe nói dây chằng,
dây chằng, thí dụ như dây chằng ổ chảo cánh tay ở khớp vai, hay là dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau ở khớp gối, thì cái khái niệm dây chằng ở chi trên, chi dưới nó hoàn toàn khác với khái niệm dây chằng ở trong ổ, ở trong phúc mạch. Nhưng mà vì cái thuật ngữ nó là ligamentum, là cái thuật ngữ dùng chung cho dây chằng, cho nên buộc người ta phải dịch là dây chằng. Vì khi mình đọc sách y, mình thấy nói là ví dụ như dây chằng gan vị, dây chằng vị lách, dây chằng lách thận, thì mình nghe nó là dây chằng. Nhưng sinh hiểu nó không giống về mặt tế bào, không giống về mặt mô học là như cái dây chằng chéo trước của khớp gối, mà nó thực sự là hai cái lá phúc mạc đó. Sao các bạn, nó chọc lại và nó căng từ đầu này tới đầu kia để nó treo một tạng vào thành bụng sau, để nó nối hai tạng với nhau. Hoặc đó thì người ta gọi nó là hoặc là mạch nối hoặc là dây chằng. Vì thế lúc bạn đọc trong sách của thầy, bạn thấy cùng một cấu trúc mà trang này thì nói là dây chằng, trang kia thì nói gì, mạch nối đó. Thì hai cái khái niệm đó nó chồng lên nhau, nó phải chồng lên nhau. Trời, bây giờ nếu ta để ý tới cái gọi là khoang cơ thể, thì thực sự ra trong cơ thể chúng ta có những chỗ nó rộng. Trước khi nó đựng cái tạng nào đó thì nó rộng. Ví dụ, ở trên đầu thì chúng ta có cái hộp sọ, nó rộng. Còn trong cột sống thì chúng ta có cái gì các bạn? Ống sống, nó cũng rộng. Như vậy, đó là một khoang của cơ thể. Và trong hộp sọ nó sẽ đựng não và thân não. Còn trong ống sống thì nó sẽ đựng tủy gai và các dây, cái chùm đuôi ngựa, rồi đầu ơn. Rồi trong lồng ngực thì có cái lồng ngực hay là cái khoang ngực. Rồi trong ổ bụng thì có nguyên cái phần này, người ta gọi là ổ bụng. Nhưng nếu bạn chia nhỏ ra, chia nhỏ lấy ở đâu mà chia, cái mốc chia là cái gì? Là bạn lấy cái eo chậu trên để bạn chia. Eo chậu trên là cái gì? Về lật lại sách nói về xương chậu, đọc lại eo chậu trên. Thì nếu bạn lấy cái eo chậu trên để bạn chia, thì cái thể tích, cái phần này nè, được gọi là toàn bộ cái này gọi là ổ bụng hết. Ổ bụng hết. Nhưng mà nếu chia nhỏ ra, vì ở dưới này, tức là dưới eo chậu trên, thì nó đựng các tạng, thí dụ như là bàng quang, tử cung, trực tràng, tuyến tiền liệt, bùng trứng, đó, những cái tạng vậy. Và nó được vây quanh bởi cái xương chậu, và những tạng đó được đựng trong một cái người ta gọi là chậu hông. Vì thế người ta chia nhỏ cái phần này, cái phần to này nè, thành ra hai phần. Ở phần trên này thì thường người ta gọi là ổ bụng hơn, còn phần phía dưới này người ta gọi là khoang chậu. Ổ hay khoang gì cũng được hết, do người ta dịch từ chữ cavity, còn tiếng Pháp là cavité, tức là một cái hốc rộng, một cái khoang có một thể tích để đựng cái gì đó. Rồi, thí dụ bây giờ bạn đặt vào trong ổ bụng hai cái tạng, thí dụ một cái tạng là ông tiêu hóa, đây là tiết diện của tạng, rồi một tạng là bàng quang, nó ở phía sau xương mu, đây là tiết diện của cái bàng quang. Thí dụ mình cho vào hai cái tạng thì sao? Thì theo bạn phần này là phúc mạc gì? Phúc mạc tạng. Còn phần này phúc mạc thận. Còn cái phần ở giữa này là gì? Ổ phúc mạc. Ổ phúc mạc. Như vậy ổ bụng nó nằm ở phía ngoài ổ phúc mạc. Ổ bụng là nó nằm giữa cái mặt sau của thành bụng với lại mặt trước của cái lá phúc mạc, cái đó gọi là ổ bụng. Tuy nhiên trên thực tế, lúc nói chuyện, lúc giao tiếp, lúc viết vô bình án, người ta không phân biệt rạch ròi ổ bụng với ổ phúc mạc. Có lúc, tại vì hai cái đó nó sát nhau, cho nên có lúc người ta dùng một cách dễ dãi thì người ta nói là ổ bụng cũng giống như ổ phúc mạc vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là gì? Ví dụ người ta mô tả trong cái bản tường trình cuộc phẫu thuật, người ta nói như vậy: rạch da ở đường giữa từ mỏm mũi kiếm đến rốn dài 12 cm, qua các lớp cân cơ ở thành bụng vào ổ phúc mạc thấy dạ dày bị thủng. Vào ổ phúc mạc thấy dạ dày bị thủng. Nói như vậy là chuẩn. Nhưng mà đôi khi mình đọc cái bệnh án của một bác sĩ khác làm cái bệnh án đó, thì bác sĩ đó cũng nói như vậy, nhưng mà nói là vào tới ổ bụng thấy thành trước của dạ dày bị thủng. Thì
vào ổ bụng cũng đó, người ta dễ dàng không có chấp nhất, không có câu nệ đó, thì người ta coi là ổ phúc mạc mình dùng, người ta tức là người ta không cho là mình sai đó. Nhưng về mặt lý thuyết, về mặt học thuật thì hai cái đó khác nhau. Như vậy phúc mạc là gì? Phúc mạc là một cái màng mỏng, mấy cái màng mỏng thì gọi là thanh mạc. Còn thanh mạc nó được tạo bởi một lớp tế bào như thế nào, nó có tính chất như thế nào, lên năm thứ hai bạn học trong phần môn học bạn sẽ biết rõ hơn. Đã. Nhiệm vụ của phúc mạc thì hoặc như nãy giờ mình nói, hoặc là nó bao bọc một cái dạng nào đó, thí dụ như nó bọc gan, bọc dạ dày, bọc lách, nó bọc, hoặc là nó che phủ, hoặc là nó đẩy tạng trong ổ bụng. Mà vì nó là thanh mạc cho nên bạn nhìn bề ngoài bạn thấy nó óng ánh và nó trơn láng. Bạn nhìn phúc mạc á, bạn thấy lúc nào nó đẹp lắm. Bạn lúc mà bạn bổ bụng bệnh nhân á, bạn đặt da rồi banh ra, bạn thấy phúc mạc giống như là cái gì nó tươi mới á, nó đầy sức sống, thấy nó óng ánh mà nó trơn láng, chứ không phải cái phúc mạc mà bạn thấy trên thi hài đâu. Phúc mạc thấy trên thi hài giống như là cái nếp bánh tráng bèo nhèo á, không giống gì chứ. Kèo nhèo là nó sẽ, nhưng mà nó rủ lại, bạn nó kéo nha, nó biến phùng trùng và cua, nó rủ như vậy, không ra cái gì hết. Nhưng mà trên người còn sống á, thì nó có tính chất là smoothness, và nó xanh, nó trơn láng và nó không mạnh. Và cái chữ thanh mạc là do người ta hiểu từ chữ này bạn, đây là một cái màng mỏng, ta gọi là một cái màng thanh mạc, hay là gọi là thanh mạc. Chữ này là thanh mạc, chữ này là trơn láng, chữ này là ống ánh, đương nhiên các bạn biết rồi. Chứ cái hình này người ta làm một thiết dồ đứng dọc đi qua ổ bụng, thì bạn thấy cái gì? Bạn thấy phía sau, phía trước hơi lạnh chân bên trái, thân cốt sông, bạn thấy động mạch chủ nó đang đi từ trên ngực, nó chui qua cái lỗ động mạch chủ của cơ hoành để nó vào trong ổ bụng. Người ta vẽ có cái chất tượng trưng, nó không hoàn toàn chính xác về mặt không gian. Thì cái phần màu đen mà mới vừa viền này đó, nó giới hạn ở bên trong nó cái phần màu hồng mới vừa tô đó, cái phần đó đó được gọi là ổ phúc mạc lớn hoặc là túi phúc mạc lớn. Bây giờ bạn thấy nó xuất hiện thêm chữ lớn, hồi nãy chỉ có ổ phúc mạc thôi, bây giờ lại có ổ phúc mạc lớn, thì chứng tỏ là người ta chia nhỏ cái thể tích, tổng thể tích của ổ phúc mạc ta làm hai phần. Một phần trên hình này người ta tô màu hồng và người ta viền màu đen, cái phần thể tích đó nó có thể tích lớn, thể tích lớn nó chiếm rộng hơn, nên người ta đặt cho nó thêm một chữ lớn ở phía sau nữa. Bạn cho thêm chữ lớn là bạn là người chi ly, thích sự hoàn hảo. Còn bạn bỏ chữ lớn đi thì cũng được. Và trên thực tế người ta bỏ, người ta đa số người ta bỏ chữ lớn. Khi ta nói là vào ổ phúc mạc thì mọi người ngầm hiểu là gì? Vào ổ phúc mạc lớn. Nhưng mà tại sao trên lý thuyết người ta lại có chữ lớn cho chi cho nó rắc rối cuộc đời vậy? Vì bạn thấy còn một phần thể tích màu xanh này nè, mình chưa kể. Đó. Cho nên nếu mình kể luôn cái phần thể tích màu xanh đó thì mình thấy là cái phần màu hồng nó lớn hơn. Vì thế mình nói cho chữ lớn luôn. Thì cái phần màu xanh đó, người ta sẽ gọi nó là, bây giờ ta viền màu vàng ở chu vi đó, ta gọi nó là túi mạch nối, hay là hậu cung mạch nối, hay là ổ phúc mạch bé, hay là túi phúc mạch bé. Bạn thấy về mặt từ ngữ, người ta chuyển nghĩa từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hoặc từ tiếng Anh sang tiếng Pháp, hoặc từ tiếng Latin sang, từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, hoặc từ tiếng Latin sang tiếng Việt. Thì cái giọng nói, cái giọng văn của cái người dịch đó, có lúc người ta nói túi phúc mạc lớn, có nói lúc người ta gọi là ổ phúc mạc lớn. Nhưng túi hay ổ thì về khái niệm nó tương đồng, tức là nó là một cái vùng có thể tích. Tôi nói vậy để giải tỏa bạn lúc bạn đọc sách đó, lúc thì bạn thấy thế này, lúc bạn thấy thế kia, bạn tưởng hai cái đó là có phải chăng là hai cái độc lập khác nhau. Không phải, hai cái đó là người ta gọi khác đi thôi. Như vậy bây giờ bạn phải biết thêm là cái thể tích của cái phúc mạc, của cái ổ phúc mạc đó được chia nhỏ thành ra một cái gọi là túi phúc mạc lớn hay là ổ phúc mạc đó,
hay là ổ quạt lớn đó với một cái túi nhỏ hơn, nhưng nó nằm ở phía sau dạ dày. Bạn thấy nếu mình cắt như vậy thì đây là tiết diện của gan, còn đây là tiết diện của dạ dày. À, và cái túi này, cái thể tích này à, nó nằm ở phía sau dạ dày, cho nên người ta gọi nó là hậu. Hậu đây là sau, sau đây ý nói là sau dạ dày. À, hậu à, một cái khung đình, một cái khoảng không gian nó nằm ở phía sau à, à, phía sau cái mạc nối bé đây và phía sau cái mạc nối lớn ở đây, cho nên gọi nó là hậu khung mạc nối. Tại sao lại dùng tới hai từ lận? Tại vì cái từ chuẩn là cái từ túi mạc nối, là cái từ quốc tế dùng trên khắp thế giới bằng tiếng Latin. Sau đó người Pháp họ hiểu theo cái kiểu của họ, là họ nói là trong ổ bụng nó có một cái vùng rộng lắm, tức là phần màu hồng nó nằm phía trước, còn có cái vùng nữa mình không thấy. Mình mổ bụng từ phía trước vô đây thì mình vô cái ổ hút mạc, cái mình thấy cái thành trước và dạ dày, cái mình thấy cái mạc nối lớn, cái mình thấy cái mạc nối nhỏ. Còn cái thể tích màu xanh này thực ra mình không nhìn thấy được, nó nằm ẩn mình phía sau dạ dày và phía sau mạch nối, cho nên người Pháp họ đặt nó là hậu cung, và họ gọi là hậu cung mạch nối. Ở Việt Nam thì cái chữ hậu cung mạch nối được xài nhiều hơn là chữ túi mạch nối. À, nhưng mà giữa cái ổ hút mạc lớn màu hồng với cái ổ cái hậu cung mạc nối màu xanh đó, nó có một cái lỗ nó thông với nhau. Cái lỗ đó được gọi là lỗ túi mạc nối, à, hay là cái khe mang tên ông Winslow, à, cái lỗ này nè. À, như vậy là nó thông thường chứ không phải là hai cái khoang này nó độc lập, mà nó có sự thông thường qua một cái lỗ. Cái lỗ đó mình luồn vừa đủ cái ngón tay của mình, cái ngón tay trỏ của mình, bác sĩ có thể luồn cái ngón tay trỏ mình vô cái lỗ đó, người ta gọi là cái lỗ túi mạch nối hoặc mandibular của ông Winslow. À, như vậy thì bạn thấy gan, bạn nhìn những cái viền chấm chấm đen, nó bao bọc gần hết diện tích của gan, chỉ trừ một cái phần ở phía này là nó không có, nó không có. Cho nên theo định nghĩa, gan được hiểu là một tạng trong phúc mạc. Như vậy tạng trong phúc mạc là loại tạng được phúc mạc bọc hầu hết, gần hết diện tích chung quanh ở mặt ngoài của nó. Những tạng nào như thế được gọi là tạng trong phúc mạc. Ví dụ gan, rồi ví dụ gì nữa? Theo bạn thấy lần lượt những cái cấu trúc mà mình cắt trên mặt phẳng đứt dọc, mình thấy nó tiết diện, nó hình như vậy, thì bạn đoán từ trên xuống dưới có thể là cái gì vậy? Cái này là gì bạn? Dạ dày, còn đây kết tràng ngang, còn đây ruột non. Một cái quai ruột non nào đó nó đang trên đường đi và nó gặp cái lưỡi dao cắt xuống. Đương nhiên có rất nhiều quai, nhưng mà để cho đơn giản cái hình, người ta vẽ tượng trưng một quai thôi, chứ thực ra nó rất nhiều quai. Như vậy bạn thấy đó là đây. Như vậy dạ dày cũng là tạng trong phúc mạc, kết tràng ngang, ruột non là những tạng mà trong phúc mạc, tức là được phúc mạc bọc hầu hết diện tích của nó. Rồi bây giờ lại xuất hiện thêm một cái khái niệm nữa là tạng sâu phúc mạc. Bạn nhìn phúc mạc thành sâu nè, ví dụ bạn bắt đầu từ ở dưới cái túi cùng dubla ở dưới này nè, bạn đi lên nha, bạn đi lên nhìn theo cái chiều con trỏ, bạn đi lên đây. À, đi lên đây. Đây, như vậy bạn thấy hai cái tạng này nằm phía nào phúc mạc? Phía sau phúc mạc. Sau phúc mạc tức là nó nằm phía sau phúc mạc thành sau, hay là phía sau cái lá tạng, cái lá thành sau của phúc mạc. À, những tạng nào mà phúc mạc thành sau ở phía trước đó thì tạng đó ở trong phúc mạc, đúng không? Thì tạng đó là tạng nào? Tụy. À, rồi tá tràng cũng là một tạng sau phúc mạc, nhưng vì lúc đầu là lúc nào, lúc phôi thai đó thì tá tràng nó nằm trong phúc mạc, nhưng về sau do sự vận chuyển dời, tức là có quá trình gì đó, tí bạn sẽ thấy quá trình quay của dạ dày, lật của quay ruột gì đó, tức là do cuộc đời đẩy đưa và đẩy phúc mạc, tấm phúc mạc, ép phúc mạc sát vô thành bụng sau, cho nên tới lúc mà
cái sự phát triển của ruột non của ống tiêu hóa dưới tuần hoàn xong xuôi rồi, thì mình nhìn thấy cái kết quả cuối cùng, mình thấy ủa sao tá tràng nó bị nằm sát bức tường ở phía sau vậy, tức là thành bụng xanh đó. Cho nên bạn gọi tá tràng nằm sau khúc mạc cũng đúng, nhưng để đánh dấu cái sự lúc đầu là không nằm sau khúc mạc mà kết cục thì bị nằm sau khúc mạc, cho nên người ta lại gọi thêm cho tá tràng là một cái tạng. Tôi sẽ trở lại cái tá tràng sau ở chỗ này. Đây là cái tiết diện của tá tràng các bạn. Đây là tiết diện của tá tràng. Bạn còn nhớ tá tràng nó hình chữ C và nó ôm cái tụy đó, đúng không ạ? Cho nên cái phần ngang và cái phần lên của nó nằm ôm phía dưới cái tụy, đúng không? Đó. Cho nên bạn thấy đây tiết diện chỗ này là tá tràng. Bây giờ chuyển sang chỗ này là cái khái niệm về tạng dưới phúc mạc. Bạn thấy đây, ví dụ đây nè, đây là gì bạn? Bàng quang, đây là gì? Tử cung, đây là gì? Trực tràng, những tạng đó đó được hiểu, được cho là tạng dưới phúc mạc. Nhưng mà dù cho sau phúc mạc hay là dưới phúc mạc thì nó cũng đều nằm ngoài phúc mạc. Vì thế có người ta nói là những tạng đó là tạng ngoài phúc mạc. Như vậy bạn gọi ngoài phúc mạc là bạn ám chỉ hoặc là sau phúc mạc hoặc là dưới phúc mạc. Như vậy có lúc người ta nói ngoài phúc mạc, có lúc người ta nói dưới phúc mạc, có lúc người ta nói sau phúc mạc, là tùy theo cái trường hợp cụ thể của cái tạng đó. Ví dụ như bàng quang thì nói phía dưới là nói nó chính xác hơn, nhưng mà nói phía ngoài phúc mạc thì cũng không sai. Cho nên bạn đọc sách bạn thấy có nhiều cái khái niệm nó chồng lấn lên nhau. Nhưng khi mình hiểu rồi thì mình thông cảm với cái người viết quyển sách đó. Còn lúc mình chưa hiểu, mình thấy viết tùm lum hết viết thì lúc nó không nhất quán, mình bực bội lắm vì sự không nhất quán. Rồi bây giờ tới cái dạng mà bị thành hóa. Thành đây là thành sau của ổ bụng, tức là giống như đây là ổ bụng, cái thể tích của cái giảng đường này là ổ bụng. Thì có một người, lúc đầu người đó ở giữa phòng nè, đi tới đi lui được. Cái tự nhiên ai đó lấy người đó tấn, sát vô tường, rồi dán cái lưng người đó vô tường luôn. Đó. Cái một người khác vô nói, ủa sao mọi người này ở trong ổ phúc mạc, ở trong phúc mạc, có tại sao người bị dính vô thành tường vậy? Cho nên gọi cái người đó là người bị thành hóa. Tức là bị đè, bị áp, bị đẩy và đến nỗi đứng nguyên chỗ luôn và dính vô cái thành bụng sau. Cho nên gọi là tạng bị thành hóa hoặc là tạng dính. Dính là dính vô thành bụng sau, thành hóa là hóa thành thành, tức là lúc đầu còn lơ lửng trong này, về sau đứng yên chỗ. Đó là trường hợp của tá tràng. Như vậy bạn tới đây bạn đã tìm hiểu nè, thế nào là tạng trong phúc mạc, thế nào là tạng sau hoặc là dưới phúc mạc, mà nếu gọi gộp lại là tạng ngoài phúc mạc, thế nào là tạng bị thành hóa. Rồi bây giờ theo bạn cái này là gì? Mạc treo. Mạc treo là gì? Mạc treo là một cái miếng phúc mạc, nó gồm có hai lá, đó là hai lá tạng, nhưng mà nó chọc lại và nó có cái diện tích nào đó, nó để nó giúp treo một tạng nào đó vào với thành bụng sau. Toàn bộ vùng này là thành bụng sau này. Thì trường hợp này là mạc treo. Mà nó treo cái gì đây bạn? Treo cái ruột non. Cho nên đặt là gì? Mạc treo ruột non. Còn nếu mà bạn gọi theo tiếng Hán Việt đó, thì bạn gọi là mạc treo tiểu tràng. Ở đây vậy bạn tìm hiểu thêm cái khái niệm gọi là mạc treo. Như vậy về phúc mạc đó, thì học của nó về mặt hình dung là chính, vì nó có nhiều cái khái niệm, nó có vẻ hình học không gian, cho nên mình nghe nó mình khó tưởng tượng. Chứ khi mình hình dung được rồi, mình hiểu được nghĩa rồi thì mình thấy là nó cũng không khó lắm. Rồi bạn nhìn tiếp, trường hợp cái này thì gọi là mạc treo. Vì sao? Vì nó giúp treo một tạng, cụ thể trong trường hợp này là tạng ruột non vào với thành bụng sau, cho nên là gọi cái này là mạc treo. Là vậy nó di động,
bạn cầm cái quay ruột đây, bạn có thể đẩy ra phía sau, đẩy ra phía trước, tại vì nó cố định ở chỗ này. Như vậy đó, giống như con lắc vậy đó. Nó lúc lắc nó đu vậy được. Và trên thực tế khi bạn mổ bụng bệnh nhân, bạn vô cái tay của bạn nè, cầm cái quay ruột, bạn dở tới dở lui vậy nè, thậm chí bạn kéo ruột non ra khỏi ổ bụng, bạn đặt lên cái bàn luôn cũng được, nếu bạn thích. Không có trường hợp sẽ làm như vậy. Có trường hợp ví dụ bây giờ ruột non nó dài tới 6 mét, bây giờ nó bị thủng ở chỗ nào đó, giống như mình bán xe vậy đó, mình đâu biết thủng thế nào đúng không, mình thấy nó kéo ra coi thủng không, không vậy đó. Đó, ngồi nằm đóng cái đĩa này nè. Sao đó, đẩy vô lại. Đẩy vô lại. Như vậy là cái này được gọi là mặt keo. Bạn nhìn chỗ này. Bạn tập trung nhìn vô chỗ này. Với lại chỗ này. Đó, bạn thấy hai cái que đó. Thì cái miếng hai lá phúc mạc này, nó làm cho gan dính vô dạ dày. Rồi cái lá dưới này thì nó làm cho gan dính vô với cái tràng ngang. Đúng không? Đúng không? Và vì thế gọi nó là mạc keo hay mạc nối. Mạc nối. Mạc nối. Và ở nước ngoài người ta gọi là dây chằng luôn á. Ligamentum luôn á. Mà người Việt mình, công nhận người Việt mình không biết giỏi hay là sao mà hay được đặt nhiều thứ tên. Mạc nối. Và cái mạc nối này diện tích, thí dụ cho bạn biết, diện tích nó nhỏ cho nên gọi là mạc nó bé. Còn mạc nối này diện tích nó rộng hơn cho nên được gọi là mạc nối lớn. Như vậy mạc nối là một, cũng là phúc mạc thôi, mà nó nối một tạng này với một tạng khác. Rồi theo bạn mấy cái này là gì? Lúc bạn học bàng quang với lại tử cung là hai cái gì bạn? Cuối cùng những cái ngấp của ổ phúc mạc mà nó nằm thấp thì thấp, khi bệnh nhân ở tư thế đứng, tư thế đứng thì hai vị trí này là hai vị trí thấp, trong đó cái túi cùng ở phía sau này là thấp nhất trong tư thế đứng, và cái đó ta gọi là túi cùng. Như vậy khái niệm túi cùng là nơi mà những cái lá phúc mạc nó tạo thành một cái góc, nó len lắt giữa hai cái tạng kế nhau và nó tạo thành một cái góc. Đó. Thì cái góc hay cái rãnh mà có hai cái đạn nằm hai bên, rồi cái lá phúc mạc nó chen dưới giữa, thì cái chỗ đó được gọi là túi cùng. Còn chuyển sang một từ nữa, nó mang tính trừu tượng hơn là cùng đồ. Người ta thay vì nói túi cùng, tử cung trực tràng, người ta không thích, người ta nói cùng đồ đu làn. Vì cùng đồ tức là túi cùng. Rồi, bây giờ cũng khái niệm về phúc mạc. Bạn thấy đây là gan, đây là tiết diện của gan, tiết diện dạ dày, tiết diện của cái tràng ngang. Và đây là người ta vẽ nhiều quay ruột hơn cái hình hồi nãy. Cái hình này nó gần thực tế hơn, nó gần với thực tế hơn. Tổng hình hồi nãy nó đơn giản hơn. Bạn đang tiệm cận dần với những khái niệm càng ngày càng phức tạp lên. Như vậy là đó. Và khi cắt đúng dọc thì chúng ta thấy một số tiết diện vậy. Đây là tiết diện của tá tràng. Thế bạn thấy là gì? Tùy, tiết diện của tùy đó. Thế bạn cái lỗ này là gì? Kevin's Law, hay gọi theo tiếng Latin là lỗ túi mạc nối. Tức là cái lỗ của cái túi mạc nối làm cho túi mạc nối thông với gì? Ổ phúc mạc lớn. Đúng không ạ? Như vậy mình luồn ngón tay vô cái lỗ đó được không? Được, hồi nãy cái mũi tên nó chạy qua đó. Thế là gì bạn? Mạc nối nhỏ. Vì mạc nối nhỏ nó nối cái gì? Gan với dạ dày. Đó, mạc nối nhỏ. Vì diện tích nó ít cho nên gọi nhỏ. Câu đấy. Mạc nối lớn. Vì diện tích nó rộng hơn. Nhưng mạc nối lớn nó có một đặc điểm mà mạc nối nhỏ không có. Không bao giờ có được. Đó là nó có một cái bờ tự do ở phía dưới. Và như vậy trong nó giống như cái tập dề. Tập dề đứng ở đầu trên này vào với cái bờ con lớn của dạ dày, sau đó rũ xuống và cái bờ dưới này tự do. Và vì tự do cho nên nó chạy qua được, chạy lại được, chạy lên được, chạy xuống được. Giống như cái mặt, cái bờ dưới của tập dề. Bạn có thể cầm cái tay, cầm cái bờ dưới tập dề, bạn dở lên
rồi cứ qua cứ lại vậy đó. Và như vậy mặt nó lớn, nó có cái bờ tự do, nó nằm ở phía dưới. Cái bờ tự do này đây, nếu bạn nhìn cái hình này, khi bạn rạch hết cái bề dày của thành bụng trước bên, ví dụ trong trường hợp này người ta rạch ngay ở đường giữa từ dưới một mũi kim cho tới bờ trên của các mù, người ta bắt rộng ra thì bạn dồn vô bạn thấy vậy đó, bạn không thấy ruột non ở đâu hết. Lý do tại sao mặt nó lớn nó che đây nè, bạn nhìn cái hình này nè, bạn nhìn cái hình này nè, chị này không không thấy. Như vậy bạn phải làm sao bạn mới thấy ruột non? Vén mà sao vén được? Tại cái bờ dưới nó tự do. Chứ nếu bờ dưới này mà có cái gì đó níu nó xuống như này, có cái gì đó níu đây là rồi, có nghĩa là mình không thể nào thấy thấy được ruột non nữa. Mình thấy mình lấy cắt, mình phải băng cái mặt nó lớn một lần nữa. À, vì thế mà đó, cái bờ tự do là cái bờ này nè, bờ này à, bờ tự do. Bởi vì có bờ tự do đó cho nên mặt mới lớn, nó di động được, nó xê dịch được, xê dịch sang phải sang trái, lên trên xuống dưới được. Và trong lúc mổ, người bác sĩ cầm lấy cái tay hay là lấy cái kẹp cầm kéo dở vén cái mặt nó lớn lên để bộc lộ ra những tạng mà mình cần tiếp xúc tới. Và vì thế mà khi có nhiễm trùng, bạn tưởng tượng nè, khi có mũ ở trong đây thì mặt nó lớn cho nó do nó chạy được vậy nè, đó, nó đi tới lui nè, cho nên cái miếng mặt nó lớn nó sẽ chạy tới và nó vây quanh cái ổ nhiễm trùng lại, nó làm cho mũ không có lan rộng ra xa, không lan rộng ra nhiều hơn, gây trầm trọng hơn cái tình trạng nhiễm trùng trong ổ phúc mạc của bệnh nhân. Và như vậy thì trong y người ta gọi nó là nó khu trú ổ nhiễm trùng, hay là nó localize, nó localize, hay là nó siêu lọt, tức là giống như tới nó vây quanh. Giống như bạn tưởng tượng có nước đang chảy, sau đó bạn lấy bao bố bạn vòng quanh như này, đó. Làm cho nước nó ướt cái chỗ đó thôi, chứ đừng có để nước nó chảy lan ra cái chỗ mà chưa ướt, đó, cái kiểu vậy đó. Như vậy tác dụng này có lợi hay có hại các bạn? Có lợi, tác dụng có lợi. Và vì thế mà có một số sách người ta dùng cái cụm từ này, phúc mạc là policeman của cái ổ bụng, của cái bụng. Rồi, bạn nhìn chỗ này. Đây. Đây là gì bạn? À, túi mặt nối hay là hậu cung mặt nối? Hậu ở đây. Mặt cái gì? Kết tràn ngang. Như vậy hồi nãy, mình có mặt treo ruột non là ở đây phải không? Mình nói ruột non di động được. Vậy theo bạn, kết tràn ngang di động được không? Di động được. Hay mình khái quát lên, những tạng nào nằm trong ổ phúc mạc mà được mặt treo, có mặt treo thì tạng đó sẽ di động được. Còn ngược lại, những tạng nào mà không có mặt treo thì tạng đó không di động được và bị dính vào thành bụng sâu. Tuy nhiên không dính được luôn vào thành bụng trước. Thành bụng trước để mà thở, để mà mang thai nữa chứ. Nếu mà dính vào thành bụng trước làm sao mà có thai được cái bé được, cho nên dính thì chứ nước dính vô thành bụng sao thôi. Đây, bạn thấy chỗ này là bạn treo cái tràn ngang, có nghĩa là bạn có thể cầm cái tràn ngang, bạn lật lên trên và bạn úp xuống dưới, bạn làm như này, lật lên lật xuống. Còn đây là bạn treo gì bạn? Ruột non. Rồi, tới đây bạn đã hiểu một số khái niệm đó của phúc mạc. Còn đây là túi cùng, túi cùng này cụ thể ta đặt tên rồi là túi cùng. Túi cùng nó thường nó mang tên giữa hai cái tạng mà túi cùng chen vào. Thì túi cùng nó chen vào tạng nào, giữa hai tạng nào thì thường ta lấy tên hai tạng đó đặt tên cho cái túi cùng đó. Thì thế mà bạn thấy đây là túi cùng trực tràng tử cung. Bạn gọi ngược lại, túi cùng tử cung trực tràng cũng đúng luôn. Và ở nữ, đặc biệt ở nữ thì thường vì cái ổ mà hồi nãy mình nói ổ phúc mạc là một khoang kín trừ nữ, thì tại sao? Tại vì nữ có cái vòi tử cung, và cái vòi tử cung nó cái lỗ ở cái đầu vòi đó, rồi nó thông ra với buồng tử cung, rồi buồng tử cung lại thông ra với âm đạo lại thông ra với môi trường ngoài. Vì thế ổ phúc mạc ở nữ là nó không kín vì nó có cái đường đi ra vậy. Vì thế
nữ dễ bị nhiễm trùng ở trong cái ổ phúc mạc hơn là nam. Và khi có nhiễm trùng, có chảy máu, có chảy mủ, thì những chất dịch nó có khuynh hướng động ở vùng thấp, nước là nó chạy tới chỗ trũng, vì thế mà nó sẽ động dịch ở cái chỗ này, người ta gọi là cái, nếu mà ở nữ thì người ta gọi là tứ cùng, trực tràng tử cung, còn nếu là ở nam, như trường hợp này là gọi tứ cùng gì? Bàng quang tử cung. À, xin lỗi, bàng quang trực tràng, bàng quang trực tràng, bàng quang trực tràng. Tuy nhiên là các bạn biết là tôi nói nhầm rồi, phải không? À. Những người mà đang nói cái việc gì đó mà nói nhầm qua một cách hồn nhiên vậy đó, là những người đó là những người một là lãng tử, hai là sắp khùng. Mà những người khùng thường thường giỏi. Vì cái số cùng cho nên nó ứ động dịch tự do. À, người ta gọi là dịch tự do. Dịch tự do tức là thể bệnh nhân nó di chuyển, dịch tự do tức là dịch này nó có thể di chuyển, nó chạy từ đây tới kia, nó dịch tự do. À, vậy có cái dịch bất thường gì đó thì nó sẽ ứ động ở chỗ cái vùng trụng, à, hay nói cách khác là ứ động ở nơi có túi cùng. Mà ở trong tư thế đứng thì nó sẽ động ở cái túi cùng và đó túi cùng này, hoặc là bàng quang trực tràng hoặc là tử cung trực tràng đối với nam hoặc là nữ. Bây giờ bạn mới đặt câu hỏi là tại sao một tạng lúc đầu thì nó ở trong phúc mạc, tức là nó được phúc mạc bọc, rồi về sau nó lại bị đẩy ra phía sau phúc mạc, tại sao có quá trình đó? Những tạng mà lúc đầu nó ở trong phúc mạc, ví dụ như mình lấy ví dụ giống như tá tràng này, lúc phôi thai thì đúng là nó ở trong phúc mạc thiệt, giống như trường hợp của dạ dày vậy đó, nhưng mà do cái chuyển dời của các hiện tượng ở trong ổ phúc mạc cho nên rốt cục thì nó bị đẩy ra thành ra tạng sau phúc mạc, và cái tạng đó được gọi là tạng bị thành hóa hoặc là tạng dính nãy bạn nghe đó. Thì bây giờ cái quá trình mà nó làm cho cái hiện tượng đó xảy ra đó là quá trình nào? Bạn thấy đây là một tạng, ví dụ như tá tràng chẳng hạn, cái tiết diện của nó, cái bạn này là gì? Phúc mạc thành hay tạng? Phúc mạc tạng. Còn này, mạc treo, tạng nào có mạc treo là di động được. Vì lúc đầu tá tràng di động được, qua lại di được này. Nhưng bây giờ dính cứng ngắc rồi, thành hóa rồi, thành hóa này là dính cứng vào thành bụng sau, không rụt rịch được nữa. Thì cái đó gọi là mạc treo. Và như vậy bạn đọc sách, tới một lúc nào đó bạn nghe cái chữ mạc treo tá tràng thì bạn đừng lấy làm lạ. Vì lúc đầu tá tràng có mặt treo không? Có. Và vì có mặt treo cho nên nó di động được và nó ở trong ổ phúc mạc. Rồi. Mà nếu đây là lá tạng rồi thì màu đỏ là lá gì? Lá thành. Đó. Như vậy là lúc đầu cái tạng mà bị thành hóa về sau này đó thì nó cũng y như những tạng ở trong phúc mạc, không khác gì cả. Nhưng nó bị sao? À, lúc đầu nó là tạng trong phúc mạc, sau đó nó bị đẩy. Ví dụ đây là thì bạn tưởng tượng có ai đứng tay xô nó, ép nó tới đó nó ngã luôn. Và như vậy thì nó hợp nhất giữa lá thành ở đây với lá tạng ở đây, và nó hợp nhất đến nỗi mà nó dính cái ngắn luôn, giống như có keo dán này đó. Và rốt cuộc thì nó đó, bạn thấy cái lá tạng với lá thành nó dính lại đến nỗi mà nó hấp thu luôn, hấp thu tức là nó không còn là nó nữa đó. Và như vậy một cách rất tự nhiên cái tạng đó lúc đầu là tạng trong phúc mạc, về sau nó trở thành gì bạn? Sau phúc mạc. Thì lúc đầu bạn thấy nó lơ lửng trong ổ phúc mạc, có phúc mạc bập bập và nó là đúng rồi, tạng trong phúc mạc. Nhưng bây giờ bạn mổ, bạn thấy cái này là phúc mạc thành gì rồi bạn? Thành sau rồi nè, tạng trong phúc mạc đó, và nó dính lại đây. Đó. Thì như vậy tạng bị thành hóa còn được gọi là tạng bị dính, hoặc người ta bỏ chứ bị luôn, ta nói đó là tạng dính. Tạng dính. Và đó nó dính tại đây mà, dính đây đó, cái thì chỗ này lại được gọi là mạc dính. Tiếng Pháp là apolumon,
Cái chữ mặc dính này đó là do hiểu từ từ tiếng Pháp các bạn. Và cũng do có mặc dính cho nên trên thực tế phẫu thuật người ta có thể dùng dụng cụ, người ta bóc này ra được bạn. Bóc ra, bóc ra khá dễ dàng à. Mặc dầu nó dính, dính đây không có nghĩa là nó dính mà chúng ta không gỡ ra được. Chúng ta dùng dụng cụ, chúng ta bóc, bóc ra. Bóc ra thì chúng ta sẽ bóc lộ được cái đại. Mai mốt bạn học lên nữa, năm thứ khoảng năm thứ tư, bạn sẽ thấy người ta mổ, người ta bóc cái tạng dính ra, cho nó không còn là tạng dính nữa, để người ta làm cái gì nữa. Rồi, còn bây giờ tới một khái niệm nữa, theo bạn này là gì vậy? Túi mật. Còn những cái mép màu xanh xanh này là những cái mép phúc mạc mà người ta cắt rồi. Như vậy bạn hiểu là phúc mạc, mà mép màu xanh này theo bạn, chỗ này có phúc mạc không? Có, vậy là phúc mạc gì vậy? Tạng, phúc mạc tạng. Phúc mạc tạng trong lúc mà bọc cái túi mật á thì nó không có bọc cái mặt trên của túi mật, tức là cái mặt mà túi mật áp sát vô cái đáy của cái hố túi mật. Vì thế mà nếu mà túi mật bị viêm thì người ta có thể cắt bỏ túi mật bị viêm đó. Cắt bỏ bằng cách nào? Người ta tấp cái túi mật mà tấp dưới thanh mạng. Nghĩa là sao? Nghĩa là gì? Đây, trên hình này cái túi mật thì vẽ màu xanh, nhưng bên đây là túi mật vẽ màu vàng. Bạn dùng một cái kẹp, bạn kẹp lấy cái này làm cái gì của túi mật? Đáy túi mật, đúng không? Đó, rồi bạn bơm cái dung dịch nước muối sinh lý chẳng hạn. Vì ở phía này bạn bơm vô, rồi sau đó bạn tắt. Đây, bạn tắt. Bạn tắt là bạn dùng một cái dụng cụ, ví dụ như một cái que, bạn bọc gọn lại bạn tắt. Tắt rất là dễ, tắt cái nó toạt ra. Chứng tỏ là tắt dễ hay tắt khó? Tắt dễ. Đâu là bóc tắt túi mật, nhưng mà dưới thanh mạng. À, và vậy khi bạn bóc ra rồi, bạn bóc từ đáy, bóc qua cái thân túi mật, bóc dần đến cái cổ túi mật. Sau đó bạn cứ cột cái gì chỗ này đấy? Ống gì đấy? Ống túi mật. Bạn cột lại, sau đó bạn cắt cái động mạch túi mật nữa, rồi bạn cắt túi mật, bạn bỏ. Thì cái hành động cắt đó là gọi là cắt túi mật nhưng mà dưới thanh mạng. Ủa mà tại sao lại cắt được dưới thanh mạng? Vì ta giải thích là tức là bạn không có phải vào trong ổ phúc mạc, nhưng mà bạn không phải là cắt rạch lột cái phúc mạc tạng ra, mà bạn vẫn bóc được toàn bộ cái túi mật. Và như vậy cái túi mật được đặt thêm cho một cái tính chất nữa là tạng dưới thanh mạc. Vậy tạng dưới thanh mạc là tạng gì? Tạng dưới thanh mạc thực chất cũng là tạng trong phúc mạc luôn, giống như dạ dày, gan, lắp dạ. Nhưng mà nó có thêm một tính chất là khi nó bị viêm, đây ví dụ như túi mật mà bị viêm thì mình tách nó ra rất dễ dàng. Đó, thì cái tạng như vậy được gọi là tạng dưới thanh mạc. Trong cơ thể có hai chỗ, một là túi mật, hai là ruột thừa, là có thể tách được ở dưới thanh mạc, và người ta đặt tên nó là tạng dưới thanh mạc. Cái phần này thì cũng không quan trọng lắm. Nếu bạn không nhớ phần này thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Rồi, cái hình này bạn đã xem trong cái bài mà về thành phần đó. Thì thêm những khái niệm của phúc mạc nữa, đó là khái niệm về nếp và khái niệm về hố. Thì để minh họa cho khái niệm nếp phúc mạc và hố phúc mạc thì bạn nhìn ở vùng bẹn ở cái mặt sau của thành bụng trước. Trên hình này thì bạn thấy cái phần màu xanh này nè là phúc mạc á. Bạn nhớ là bạn đang nhìn từ phía sau. Đây là cơ thành bụng bên trái, đây là cơ thành bụng bên phải. Cái phần trong cùng của thành bụng đó là phúc mạc. Trên hình này là cái lát màu xanh đó. Thế bạn, lát màu xanh này là phúc mạc tạng hay thành? Phúc mạc thành. Thì bạn thấy cái gì? Bạn thấy ở phía trước cái lá phúc mạc màu xanh này nó có ba cấu trúc hình ống. Và vì có ba cấu trúc hình ống ở phía trước phúc mạc thành trước, cho nên nó đội phúc mạc thành trước lên, làm cộm lên, làm nổ cộm lên. Và những chỗ mà nổ cộm lên thì gọi gì bạn? Nếp. Rồi giữa hai chỗ nổ cộm thì đương nhiên chỗ đó sao? Nó lõm xuống thì gọi gì? Hổ. Như vậy là ở giữa này bạn có một cấu trúc có nổ cộm lên do cái ống niệu đố lúc phôi thai nó đẩy
lồi ra phía sau. Ở phía ngoài này bạn có cái động mạch thượng vị dưới, nó đội cộng lên. Và phía sau này, phía ngoài cùng bạn có cái động mạch rốn, nó đội lên. Và như vậy bạn có ba cái nếp và ba cái hố tương ứng. Đó. Vậy cái nếp này nè, cái gọi là nếp, bạn còn nhớ không? Nếp rốn gì? Nếp rốn giữa, đây là nếp rốn trong và đây là nếp rốn ngoài. Đó. Thì bạn có cái hố nằm phía ngoài này gọi là hố bẹn ngoài, ở giữa hai cái này là hố bẹn trong. Đó. Và ở giữa cái nếp rốn trong này là cái hố trên bàng quang. Vâng vâng. Và đây là tiết diện của cơ thẳng bụng. Đây là cái lá trước bao cơ thẳng bụng, đây là lá sau của bao cơ thẳng bụng. Rồi bạn có ba lớp cân cơ của thẳng bụng trước bên. Nông nhất là cân của cơ chế bụng ngoài, sâu hơn một chút là chế bụng trong, và sâu nữa là gì? Cơ ngang bụng. Vâng vâng. Như vậy cái hình này giúp bạn minh họa cho bạn thế nào là nếp và thế nào là hố. Vì hố là nó phải trục xuống. Còn nếp là cái gì đó nó đổ cộm lên, thì chỗ đó được gọi là nếp. Chỗ này là cái đường cung, nếu các bạn còn nhớ. Cái hướng bụng mặt cắt rồi. Đúng không? Đây là động mạch chậu ngoài, bạn đang nhìn từ ổ bụng, nhìn từ phía trên, trên sau nhìn xuống đó. Động mạch thượng vị dưới ở đây, động mạch rốn ở đây, ống dẫn tinh nếu là nam, còn nếu là nữ là dây chằng tròn. Như vậy đối với bạn, hai cái lỗ này là hai lỗ gì? Hai lỗ bẹn sâu. Hai lỗ bẹn sâu rồi. Rồi bạn có ba, đó, cái nếp rút giữa, nếp rút trong và đây là nếp rút ngoài. Như cũng khái niệm về khúc mạc, phần này người ta cho mình biết cái gì đây? Ngắt và khoan. Ngắt và khoan, hai cái niệm này đôi khi người ta dùng chồng lẫn lên nhau. Đó. Theo bạn, tiếng Việt mà gọi là ngắt thì nó phải nằm ở đâu? Ở giữa hai cái gì đúng không? Cái kẹt đó. Còn cái khoan là sao? Nó nằm ở chung quanh cái gì đó, đúng không? Nhưng mà tôi nhắc lại, đôi khi trong tiếng Việt chữ ngắt với chữ khoan này người ta dùng qua lại cho nhau, chồng lẫn lên nhau. Rồi bạn tìm hiểu xem, đây là tư thế nằm ngửa, chúng ta làm thiết đồ gan, chúng ta đang nhìn từ phía dưới của bệnh nhân nhìn lên. Như vậy đây là bên phải có gan, đây là bên trái có lách, gan, dạ dày đây, thành trước dạ dày đây, thành sau đây, bờ cong nhỏ đây, bờ cong lớn bên đây, đang nhìn từ phía dưới nhìn lên. Lách, đây. Đây là hai cái quả gì vậy? Hai quả thận. Rồi. Như vậy nếu bệnh nhân nằm ngửa, hồi nãy nếu bệnh nhân đứng thẳng, thì nếu có dịch tự do thì nó động ở chỗ thấp, đó là cuối cùng đu la. Bạn nghe cái đu la chưa? Hả? Chưa hả? Cái đu la tôi biết cho bạn nghe. Bạn đừng viết lại thành đô la nha. Có một số bạn không nhớ được cái tên riêng của ông này là Douglas, và viết là cuối cùng đổ đô gạch nối cái lỡ la, cuối cùng đô la. Rồi, như vậy là đó, như vậy trở lại khi mà nằm ngửa thì nó có khuynh hướng động ở chỗ thấp, đương nhiên cũng chỗ thấp. Thì trong tư thế nằm ngửa ở chỗ thấp mà ở trên cao này, ở gan với lách nó có hai cái chỗ, bạn thấy người ta vẽ dịch đấy, cái màu xanh này tượng trưng cho dịch tự do nó ứ động ở trong ổ bụng trong tư thế bệnh nhân nằm ngửa đó. Thì cái ngắt chỗ này là giữa gan với thận gì đấy bạn? Thận phải, người ta gọi là ngắt gan thận. Ngắt gan thận mang tên của ông bác sĩ người Anh tên là Morrison, và ta gọi là túi cùng Morrison hoặc là cùng đồ Morrison.
Bạn đi bệnh viện học thì nghe các thầy tại bệnh viện hay nói là bệnh nhân bị tụ máu ở vùng đồ Morrison, tức là một cái gắt do phúc mạc nó triểu xuống, nó nằm ở giữa gan với lại thận bên phải, gọi là vùng đồ Morrison hay là gắt gan thận. Còn cái trái nè thì người ta không gọi là gắt gì lắc thận, mà thấy khổ, người ta không gọi là gắt lắc thận mà người ta lại gọi là khoan quanh lắc. Rồi, bây giờ vì cái cục đồ Morrison này là một chỗ thấp trong tư thế nằm ngửa, cho nên đương nhiên lúc bệnh nhân nằm ngửa thì dịch tự do nếu có, nhắc lại dịch tự do có thể là mủ, có thể là máu, có thể là một cái dịch mà nó là nó trong cái bạn hút cái dịch đó vô trong cái ống chích, bạn nhìn thấy nó giống như nước dừa vậy đó, cái màu vậy đó, thì cái dịch vậy đó là gọi là thanh dịch. Như vậy là cái dịch tự do mà có thể có nằm trong ổ bụng của bệnh nhân trong trường hợp bệnh nhân bị bệnh đó, thì một là mủ, dễ hiểu không, nó màu vàng đục giống như sữa vậy đó, máu là biết rồi, hoặc là thanh dịch, hoặc là máu, hoặc là mủ, hoặc là thanh dịch, nó ứ động ở đây, ứ động đây. Tại sao? Tại vì đây là vùng thấp, chỗ trũng. Thế bạn này là gì? Cái gì mà dính vô rồi con bé ở đây mà có đựng mấy thành phần của cuốn gan ở đây? Bạn nói gì? Mạc nối bé. Còn cái này là gì? Hậu cung mạc nối. Còn cái lỗ nghe là gì? Cái Winslow. Đó, cái Winslow. Bác sĩ có thể luồn món cây cỏ như này nè. Đó, thiện này. Có thể bạn thấy cái khe này nằm phía sau dài dài không? Đây thành trước dài dài nè. Đây thành gì dài dài? Thành sau dài dài. Đó, cái Winslow. Nha. Đó. Bây giờ cắt đứng dọc, cắt đứng dọc qua gan và thận phải để bạn thấy cục đồ Morrison. Hồi nãy là bạn thấy trên thiết đồ cắt nằm ngang, bây giờ cắt đứng dọc. Thì bạn thấy đây là cơ gì vậy? Cơ hoành. Chỗ này xương gì đây? Xương ớt. Chỗ này gì? Một mũi kim. Bạn đừng nói đây là cái móc đỏ nha, đây móc tay nè. Không phải ha. Trên này là phổi, đúng rồi, phổi phải. Thùy phải của gan, đây là tiết diệu của thùy phải của gan. Thận bên phải, tiết diệu của nó. Thành bụng sau, cái cơ của thành bụng sau. Theo bạn, cái vùng này của gan có phúc mạc tạng bọc không? Không, thì gọi là vùng gì? Vùng trần của gan. Đây, nếu bạn bạn làm sao? Bạn thò cái tay của bạn vô đây, tới đây nè, thì bạn cái tay bạn thò nha, bạn để cái tay vậy nè, bạn đẩy vậy, tức là bạn để vô đây được đó, tay mình sẽ đẩy được chật chội lắm, mình phải nông phải đẩy mạnh lắm thì cái tay mình nó mới lọt tới đây rồi, chật vật lắm. Thì tại sao tới đây nó dừng lại thì cái chỗ này nè được gọi là dây chằng vành, mà cái lá trước của dây chằng vành. Còn nếu bạn làm giống như vậy mà bạn luồn như đây đó, thì đây là lá gì? Lá sau của dây chằng vành. Đó, cái mũi tên luồn vô đó, nó tạo thành một khái niệm gọi là ngắt dưới hoành. Ngắt dưới hoành. Rồi bạn thấy, bạn còn nhớ học về gan, bạn còn nhớ cái giao tuyến giữa mặt hoành của gan trên hình này là cái đường viền màu tím, với mặt tạng của gan là màu gạch nè, màu cam nè. Thì cái này là bờ gì của gan? Bờ dưới của gan. Rồi. Và như vậy, cái vùng nguyên gan này nè, nếu đây là gắt dưới hoành thì bạn cho tay vô đây và gắt gì bạn? Gắt dưới gan. Nhưng mà vì ông Morrison ông mô tả một cái gắt nằm trên như vậy, gan với thận, cho nên nếu bạn thò cái tay của bạn, bạn luôn cái tay của bạn mà vô đây theo cái hình cái mũi tên nó chạy đó, thì bạn gọi là gì? Gắt gan thận, hoặc là cung đồ Morrison. Thì ở đây là hình gắt gan thận mà bạn nhìn đứng dọc, còn cái hình hồi nãy là nhìn bằng ngang. Rồi bây giờ cho bạn hình dung là đó,
cho bệnh nhân nằm ngửa, thì bạn thấy là hoặc là dịch, rồi bạn giả sử bạn đổ nước vô bụng bệnh nhân, thì một hồi bạn mổ bụng bệnh nhân thì bạn coi nước nó đọng ở đâu, thì bạn thấy hoặc là nó đọng ở đây hoặc là nó đọng ở đây. Thì theo bạn đây là cái gì ạ? Khác gì ạ? Khác gì đây? Khác gan thở. Bạn đang nhìn bên phải mà, đúng không? Bên phải của bệnh nhân nè, có phải gan nằm dưới này không? Thận phải nằm đây không? Đó thì là nó đọng ở khác gan thở. Còn đây là ở đâu? Thì bạn tử cung, nếu là nữ là gì? Tử cung, trực tràng tử cung. Còn đó, còn nam là bàng quang trực tràng, bàng quang trực tràng. Lần này tôi không sai rồi. Và hai chỗ này là hai chỗ thấp nhất của ổ phúc mạc khi nằm ngửa. Khi bệnh nhân nằm ngửa thì hai cái vùng đó là hai cái vùng thấp của ổ phúc mạc. Bạn nói vùng thấp vô bụng được không? Về mặt học thuật thì sao? Không chính xác tuyệt đối, nhưng trên thực tế người ta nói vậy. Ta nói là đó là hai chỗ thấp của ổ bụng, xí xoáng ha, không sao. Vì thế nó ứ động dịch, khi có dịch bất thường, dịch hồi nãy gọi là dịch tự do đó, bây giờ ta gọi là dịch bất thường. Nhưng mà vấn đề là cái đó là mình suy luận trên lý thuyết. Như vậy làm sao để mình có bằng chứng là một bệnh nhân mới vừa bị vỡ gan, bị chấn thương mạnh vô bụng hạ sườn phải, giờ nó bể cái gan, giờ máu đang chảy trong ổ bụng, rồi bệnh nhân nằm ngửa là máu nó, mình biết là nó sẽ động ở đây, nhưng mình làm gì để mình có bằng chứng chứng minh là máu động ở đây? Mình phải làm xét nghiệm gì để mình phát hiện ra tình trạng ứ động dịch ở vùng thấp trong lúc bệnh nhân đang nằm ngửa? Câu trả lời là bạn dùng siêu âm để bạn chẩn đoán có dịch tự do ở trong ổ bụng. Mà vì cấp cứu nha, bệnh nhân đâu đứng được, đúng không? Bệnh nhân đang mất máu mà đâu đứng nổi, cho nên bệnh nhân phải nằm ngửa đây. Và khi nằm ngửa thì theo bạn đây là tiết kiệm của gì đây? Gan. Đây tiết kiệm gì? Thận nào? Thận phải. Đây là tiết kiệm của gì? Tá tràng. Đây tiết kiệm gì? Kết tràng ngang. Vậy cái xanh xanh đây là gì vậy? Dịch tự do ứ động ở ngách gì vậy? Ngách gan thở. Đó, cái mũi tên màu hồng chạy vô là ngách gan thở. Bây giờ ta nghĩ ra một cách, bạn đặt cái đầu dò ở trên cái vùng hông của bệnh nhân, ở vùng hông ở đây. Đó, bệnh nhân đây. Đây là cái đầu dò máy siêu âm đó bạn. Cái đầu dò của máy siêu âm mình đặt đây. Đặt ở đâu? Đặt trên đường nách giữa, ở giữa cái khoảng xương sườn chính với tới xương sườn 11. Bạn đọc chặt nó hơi xéo như vậy. Còn như thế nào thì cái này là để đi học lên nữa. Các bạn biết một cách nguyên tắc là người ta có thể đặt cái đầu dò của máy siêu âm vô bên hông này nè, ở vùng này nè, và người ta sẽ biết được là có máu, có mủ, có dịch tự do nó động ở cái cục đồ môi tinh hay là không. Đây, bạn nhìn cái hình, khi bạn cắt như vậy đó là tiết diện của gan đây nè. Cái hình này đây là tiết diện của gan này. Đây tiết diện gì bạn? Thận. Thì đây là tiết diện thận này. Giữa gan với thận nó có một cái bờ màu trắng đó, cái ranh giới giữa gan với thận này. Chữ này là dịch, là chữ ngắt các bạn. Reset, chữ ngắt. Hepato là gan, Reno là thận. Ngắt ngắt gan thận đây. Như vậy hình này là hình theo bạn bình thường hay bất thường? Bình thường. Đó, cái màu vàng nó đang chạy thì nó cho bạn thấy cái ranh giới giữa gan với thận nó chỉ có một cái nét trắng nhỏ xíu vậy thôi, chứng tỏ là ở giữa đó có dịch không bạn? Không dịch. Và nói là ngắt cho nó sang, chứ thực sự nó cho bạn sát đạt nhau à. Đó, cho nên bạn nhìn cái hình này bạn mới hiểu là khoa ảo. Hình này vẽ thấy ô rộng quá, thực chất nó sát nhau. Đó, sát nhau. Như vậy đây là ngắt gan thận bình thường. Bây giờ giả sử bệnh nhân bị vỡ gan hay vỡ thận, khiến máu chảy ra vùng này nè, thì nó sẽ động dưới đây, đúng không ạ? Bạn coi, ở đây là gan, ở đây là thận các bạn. Thận giống như thế nè, thận nè. Cái này là gì bạn? Đó, bạn coi lại nha, bạn coi lại nha. Bên đây chỉ là một cái vệt trắng nhỏ thôi. Bên đây là nguyên một cái vùng màu gì đó bạn? Màu đen nè. Đó, ta viền lại để giúp bạn định vị đó. Đó,
thì chứng tỏ là có một lượng dịch là bao nhiêu ml đó, mình không biết, nhưng mà chắc chắn đó, nó nằm đâu đó. Đó, để chứng tỏ là các gan thận bị tràn máu, mình kết hợp với lại cái lý do mà bệnh nhân đi cấp cứu nữa, đúng không? Bệnh nhân mới vừa bị té, mới vừa bị đá vô chỗ này, đá vô vùng này, hay mới vừa gì đó không biết, chấn thương cái vùng này. Bây giờ mình siêu âm mình thấy vậy, mình kết luận là bệnh nhân có khả năng vỡ gan. Đúng vậy, mình ứng dụng siêu âm để mình chẩn đoán có dịch tự do trong phổi bụng. Nhưng lần này là nếu vỡ lách, lách là phía bên nào bạn? Bên trái. Theo bạn, hình này bệnh nhân nằm hay là đứng? Nằm. Nằm ngửa hay nằm nghiêng? Nằm nghiêng bên nào? Cái này là cái hông bên nào? Cái vú, vú này vú bên nào? Không phải, là nghiêng phải. Đó, mấy người giỏi là thường vậy á. Mấy người giỏi nhiều khi hỏi một với một là mấy không biết, mà hỏi cái khó thì biết. Rồi, thế bạn đây là tiết diện của gì? Gan. Còn này lách này, thận trái. Thận trái. Còn này là gì? Dạ dày. Đây là cái đuôi tụy nè, cái đuôi tụy đó. Rồi, như vậy thì bạn đã cho bệnh nhân nằm nghiêng bên phải đúng không? Đúng bạn. Nằm nghiêng phải. Đó, cái đầu dò để đây. Đây là cái vú bên trái của bệnh nhân nè. Nhưng mà lần này là đường nách nào? Đường nách sau. Đó, bạn trong khoảng từ cái tường xấu, từ tường dinh, bạn rê tới rê lui vậy nè ha. Ở rê vậy nè. Thì ngay lập tức trên cái màn hình của máy siêu âm, bạn thấy nó hiện lên cái hình này. Chỉ chứng tỏ hình này, ở đây là lách đây bạn, chỗ này nè. Lách đây nè. Nếu bạn thích, bạn viền cái viền này nè, thì đây là cái lách. Sau đó bạn viền tiếp cái viền ở đây, của cái này nè. Thì đây là gì bạn? Thận cái. Đây là cái ranh giới gì bạn? Giữa gì? Giữa lách có gì? Với thận cái. Đó. Như vậy đây là siêu âm ở 1/4 trên trái. Nếu bạn chia bụng là 4/4, thì có 1/4 trên phải, 1/4 trên trái. Đó. Thì 1/4 trên trái này bình thường. Đó. Tức là giữa lách với thận nó gần các bạn, gần nhau lắm, gần nhau lắm. Rồi, bây giờ bạn nhìn hình này, cái phần trắng trắng này nè là cơ hoành các bạn, cơ hoành trên phổi đây nè, phổi là cái miếng này nè, phổi, bây giờ cơ hoành nè, giữa lách tới đây, vậy cái này là gì vậy? Cái dịch cụ thể trong trường hợp này là bệnh nhân có dịch tự do ở gắt dưới hoành trái. Đây là cơ hoành nè, tự nhiên là cơ hoành bên nào? Bên trái rồi. Như vậy là bạn thấy nếu mà bạn học giải phẫu phúc mạc, ổ bụng, ổ phúc mạc và bạn hình dung được đó, thì nó sẽ giúp làm cơ sở cho bạn hiểu thêm những vấn đề của những năm tới năm thứ 3, thứ 4, thậm chí thứ 5 bạn mới học. Nó làm cơ sở trước cho bạn. Như cũng là khái niệm phúc mạc, tờ thêm khái niệm nữa. Bạn hình này là bạn đang nhìn cái gì đây nhỉ? Nhìn từ phía phía dưới nhìn lên cái họng tràng, đáng lẽ nó nằm quanh qua đây nè, nằm chỗ này nè. Bạn lật cái quai họng tràng lên để bạn thấy tá tràng và cái đoạn lên đó, đoạn ngang với đoạn lên của ta, đây là cái đoạn lên nè, tá tràng ở đây nè bạn, tá tràng nó nằm đây là cái tràng ngang rồi ha, tá tràng ở đây nè, ở đây bạn không thấy nó bị phúc mạc thành sao che rồi đó, tá tràng chữ C nó vậy nè. Ở đây bạn thấy cái đoạn này là đoạn lên đó, là cái đoạn thứ tư của tá tràng. Bạn còn nhớ bốn đoạn của tá tràng không? Đó, tá tràng mà cụ thể chỗ này nè, bạn hình dung tiếp nha, đoạn lên đây nè, đoạn ngang đây nè. Đúng rồi, đoạn lên, đoạn ngang, đoạn này gì? Đoạn xuống, nó ở phía sau á, xuống. Đoạn cong đây, đoạn gì? Đoạn trên. Còn này là cái tràng ngang, này là cái tràng xuống nè. Cái tràng ngang đã được sao mở lên đây bạn? Lập chưa? Lập lên rồi đó, lập lên rồi. Cái loại gì ra đây? Nguyên cái miếng này là gì? Mạc treo cái tràng ngang. Đó. Còn này là mạc treo của ruột non. Để thấy cái gì? Thấy một khái niệm, xin lỗi. Đây là tĩnh mạch, mạc treo cạnh dưới, nó đổi phúc mạc thành sau lên. Nó đổi phúc mạc lên. Rồi, đây là cái động mạch vị trái, là một nhánh của động mạch mạc treo cạnh trên các bạn. Nó cũng đổi phúc mạc lên. Thì bạn thấy cái mũi tên nó vô, hay là bạn lấy cái ngón tay của bạn,
bạn thọt từ dưới thọt lên thì nó vô một cái ngách, ngách đó gọi là ngách tá tràn kề. Ngược lại bạn lấy tay bạn để phía dưới, bạn thọt từ trên thọt xuống dưới thì nó cũng vô một cái ngõ cụt, mà ta gọi là cái ngách, và ta đặt tên nó là ngách tá tràn dưới. À, như vậy thì trong khái niệm về phúc mạng có ngách hồi nãy đó, bạn thấy là ngách gan thận, đây là ngách tá tràn trên, ngách tá tràn dưới, và còn rất nhiều ngách khác nữa, nhưng chúng ta không thể nào học hết tất cả các ngách đó trong thời gian 90 phút. À, cho nên tôi lấy một vài ví dụ để bạn hiểu ngách là cái gì. À. Rồi, giờ tiếp tục. À, khái niệm về ngách thì bạn cũng nhìn từ dưới nhìn lên nha. Cái đây là manh tràng. Và đây manh tràng thì đây là hồi tràng đổ vô manh tràng. Cái này gì vậy bạn? Đục thừa. À, manh tràng. Đương nhiên đây là đục thừa rồi. Vậy bạn nhìn đây. Vậy chứng tỏ là cái manh tràng đã được nâng nó ra phía trước. Thì bạn thấy chỗ này nó có cái giống như túi cùng vậy đó. Có cái ngách. Ngách này được gọi là ngách sau manh tràng. Vậy khi bạn dở cái đầu dưới của manh tràng lên đó, thì bạn thọt cái tay vô được. Thọt cái tay vô được. Thì khi đó, cái tay mà bạn thọt vô được vậy đó, tới đó cái nó bị bứt lại, giống như vô cái mỏ tù vậy đó. Thì bạn nói cái ngách đó là ngách. Ngách này nằm phía nào manh tràng? Phía sau manh tràng, nên được gọi là ngách sau manh tràng. Tương tự như thế. À, đây là cái đoạn kết tràng xuống các bạn. Đây là kết tràng xuống, đây là kết tràng sigma, đây là trực tràng, còn đây là ống hậu môn. Nhưng mà kết tràng sigma bình thường á, đây là bạn bén nó lên rồi, bạn buông ra thì cái tràng sigma nó rủ xuống đây nè. Bạn kịp không? Đây là đã bén lên rồi, chứ bình thường cái tràng sigma nằm vậy nè. Mà bén lên để thấy cái gì vậy? Bạn thấy cái điều quản nó đội phúc mặt thành sau lên đó, cho nên ta vẽ điều quản chắc chắn. À, đây là điều quản bên trái nè. Đây là kết tràng thích mà, đương nhiên đây là kết tràng xuống. Chỗ này sẽ là kết tràng ngang, chỗ này sẽ kết tràng lên. Đây là manh tràng, tràng của thừa đây nè. À, và như vậy thì bạn thấy gì? Trực tràng ở đây. Bạn thấy nó có cái ngách. Cái ngách này là ngách nằm giữa cái hai cái phần bên trái và cái phần bên phải của cái cạnh sigma, cho nên người ta đặt tên ngách này là ngách giữa sigma hay là ngách gan sigma, tức là cái quai cái cạnh sigma nó có nửa phần bên trái và nửa phần bên phải, và bạn thọt cái ngón tay vô thì nó vô được vô trong một cái ngõ hẹp mà nó cuộn, ta gọi là cái ngách gan sigma. Sẵn ở đây bạn tìm hiểu thêm một khái niệm của cửa phúc mạc nữa. À, như vậy cái mặt màu vàng này sẽ là màn treo cái tràng sigma. À, và vậy màn treo cái tràng sigma nó có hai cái, nó có cái chỗ bám hình chữ V ngược. Chữ V ngược tức là cái đỉnh chữ V nó hướng lên trên, thì cái chữ V ngược đó được gọi là cái rễ nơi bám của màn treo cái tràng sigma. Rễ của màn treo là nơi mà treo bám vô cái gì đó. À, thì cái nơi mà bám đó được gọi là cái rễ của màn treo. Và vậy toàn bộ cái diện tích màu hồng mới vừa việc là gì bạn? Màng treo cái tràng sinh mạng. Vậy xin hỏi bạn, bạn lấy cái tay bạn cầm cái tràng sinh ba, bạn lật lật gì được không? Được. Vì nó có gì? Có màng treo. À. Vậy nãy giờ ruột non có màng treo ruột non, cái tràng ngang có màng treo cái tràng ngang, cái tràng gì? Sinh ma có màng treo cái tràng sinh ma. Như vậy ba cái cấu trúc đó làm sao bạn di động được? Đó, mặt treo cái tràng sigma. Giờ cấu tạo của phúc mạc, cái hình này đúng ra lên năm thứ hai bạn mới học, nhưng mà trong sách có nói, trong sách của thầy con có nói phúc mạc về phương diện tế bào thì nó được cấu trúc bằng hai lớp. Cái lớp mà ở ngoài rìa của phúc mạc nè là cái lớp mà bạn nhìn vô bạn thấy nó đó, thì nó là tế bào biểu mô, là những cái tế bào dẹp dẹp đây nè bạn, đó tế bào dẹp dẹp màu tím nè, đó là những tế bào biểu mô. Và lớp sâu nằm ở dưới nè, từ đây tới đây nè bạn, đó là lớp mô liên kết. Nhờ lớp tế bào biểu mô này mà tính chất của tế bào biểu mô, lên năm thứ hai bạn sẽ nghe nói lại là tế bào biểu mô nó có một khả năng là nó tiết ra được dịch để làm trơn cái bề mặt của biểu mô, để giúp cho bề biểu mô không có bị khô. Đó. Cho nên vì thế mà tại sao phúc mạc nó ướt, thì vì bề mặt nó có tế bào biểu mô,
mà bản thân cái bào tử mô thì có khả năng tiết ra dịch đó. Và nó tạo nên một cái phim, một cái lớp mỏng dịch ở trên bề mặt của phúc mạc, làm cho phúc mạc thẩm ướt, trơn láng và nhìn nó óng ánh, óng ánh. Trơn láng. Và nhờ thế mà khi các tạng có phúc mạc tạng phủ, phúc mạc tạng đó, thì bề mặt của phúc mạc tạng của tạng nó sẽ ẩm ướt, trơn láng. Và vậy khi mà các tạng nó ma sát lên nhau thì nó sẽ trượt, nó không bị dính lại và nó giảm cái ma sát khi các tạng nó đụng chạm nhau ở trong cổ bụng. Và nó tránh dính tạng này với tạng kia. Khi mà những cái tạng mà dính vào nhau thì nó sẽ làm hạn chế cái hoạt động của tạng đó. Mai mốt bạn học lên bạn sẽ biết. Còn cái lớp mô liên kết này nó có lợi cho phúc mạc là vì nó làm cho phúc mạc mặc dầu mỏng như vậy đó, nhưng mà không phải dễ rách đó. Nó chắc và nó đàn hồi. Chứ nếu mà nó mỏng mà nó dễ rách thì cũng bằng không, đúng không? Nó mỏng nhưng nó phải bền mà tại sao nó bền được là nhờ nó có lớp mô liên kết. Về mặt cấu tạo của phúc mạc thì diện tích của nó, cái con số đó, tôi nói chung một cách tổng quát nha. Những cái gì ở trong y học mà nó là một con số thì xin bạn đừng hiểu nó là một giá trị, một hằng số, mà xin hiểu là một khoảng. Cho nên nếu bạn đọc sách này, người ta nói diện tích phúc mạc, bạn đọc sách nước ngoài á, người ta nói diện tích phúc mạc là từ khoảng 1m7 tới 2m2 nữa. Tại vì tầm vóc người ta sao? Cao to đó. Nhưng mà bạn đọc sách Việt Nam thì có sách viết là diện tích phúc mạc là từ 1m5 tới 1m85m2 đó. Rồi nó có người là diện tích phúc mạc có 1m2 thôi đó. Vì thế mình lấy gần đúng, đó là khoảng khoảng đó nha, khoảng khoảng đó. Ủa mà 1m2 nhiều không bạn? Nhiều ha, 1m2 mỗi cạnh mét đi, căng ra vậy nhiều, thì là chứng tỏ diện tích nó lớn. Nhưng mà nó có tính bán thông, có tính bán thông. Bạn học màng tế bào rồi đúng không? Màng tế bào có tính gì? Bán thông. Bán thông là sao? Bán thông nghĩa là sao? Cho một số phân tử đi qua, nhưng mà gì? Một số phân tử khác thì sao? Không đi qua được. Tức là đi qua có chọn lọc đó. Đó. Như vậy, diện tích thì rộng mà có tính bán thông, thì hai tính chất này có lợi về mặt giải phẫu chức năng cho cái phúc mạc hay không? Thì câu trả lời là có. Người ta ứng dụng hai tính chất này để người ta ứng dụng trong một cái thủ thuật. Nếu bệnh nhân bị suy thận, thận là cái cơ quan mà nó chịu trách nhiệm thải cái chất độc từ trong máu bệnh nhân để bệnh nhân đi thành nước tiểu và bệnh nhân uống hết giờ. Hết giờ. Tôi thấy bạn chuẩn bị rồi. Nhiệm vụ của thận là vậy. Nếu như trong máu mình mà có những cái phân tử chất gì đó mà nó độc hại, ví dụ như ure chẳng hạn, ure là một chất độc đối với tế bào não, não nó không chịu được ure, vì thế ure phải được thải ra khỏi máu. Bây giờ là làm sao thải? Ure nó trôi trong dòng máu, nó theo động mạch thận, rồi vô động mạch thì gì đó, gian xì, gian tiểu xì, động mạch nhầm gì đó ha, rồi đó thì phân tử ure nó được đi từ máu của động mạch nó vào trong cái nang bo men, cái tiểu cầu thận đó, thì nó chạy trong ống lượng gần rồi xuống quay lên ra gì ống lượng ra góp, rồi nó chạy tới cái đỉnh của nhũ thận á, nó đổ vô cái đài thận nhỏ, rồi đài thận nhỏ ra đài thận lớn, ra bể thận xuống điều hòa đó. Và nhờ như thế mình đi tiểu, trong nước tiểu mình có một viên, và bằng cách đó mình thải chất độc ra khỏi cơ thể nhờ thận. Chứ nếu thận bị suy thì nhiều cái chất, và trong đó chất mà dễ hiểu nhất là chất ure, nó bị ứ động lại trong cơ thể. Mà khi ure ứ động trong cơ thể thì nhiều quá, nó tới một cái nồng độ mà cơ thể mình chịu không nổi nữa, thì bệnh nhân sẽ bị hôn mê. Hôn mê do tăng ure máu. Vì thế mà người ta nghĩ ra cái phương pháp, bây giờ cái thận nó không lọc được, bây giờ mình phải làm sao để giúp cái thận lọc. Thì có một trong những phương pháp đó, người ta gọi là phương pháp thận phân phúc mạc. Tức là tận dụng cái tính bán thấm của phúc mạc để làm một cái màng bán lọc, và tận dụng một cái diện tích rất rộng rãi của phúc mạc. Nó vừa có diện tích lớn mà nó lại có tính bán thấm. Do đó người ta làm cái thủ thuật gọi là thẩm thân phúc mạc. Nghĩa là sao? Đây, bạn mổ trên thành bụng trước bệnh nhân một cái lỗ,
bạn luồn vô trong ổ, ổ bụng hay ổ phúc mạc? Ổ phúc mạc nha. Đó, nếu mà bạn đổ vô ổ bụng thì nó gì ra đâu, ra ngoài đúng không? Đó. À, nhưng mà trên thực tế ta nói là à rạch đưa vô trong ổ bụng một cái ống. À, rồi ở đầu trên này nối với một cái dung dịch, dung dịch này là dung dịch đem đi thẩm phân, tức là dung dịch sạch đó. Bạn bơm cái dung dịch này, do bạn treo cao vậy nên dưới áp lực nó sẽ chảy dưới đây, chảy dưới đây là rồi nó mới trao đổi với ure đó hả. Ure từ đâu? Từ trong mấy cái mao mạch của phúc mạc này nè, nó thấm ra, nó thấm ra, nó vô trong cái nước này, rồi bạn sao cho nó chảy ra đây. Như vậy sau mấy tiếng đồng hồ thì bạn đưa cái dung dịch này là dung dịch sạch nha, mình tạm gọi sạch cho dễ hiểu nha, vô đây đó là bạn rút cái dung dịch này đem đổ ra để uống, đem đổ trong cái gói gì đây, những cái thải đó, đó những cái thải. Như vậy là thận không lọc được thì cái gì lọc cho thận? Phúc mạc, phúc mạc lọc cho thận, cho nên ta gọi là thẩm phân, à thẩm phân phúc mạc. Rồi đây là vậy, cái chiều màu xanh là chiều dịch cho vào ổ phúc mạc, còn chiều màu đỏ là chiều đã rút cái dịch mà đã có trao đổi cái chất cặn bã không cần thiết đó đem ra khỏi ổ phúc mạc, là gọi là thẩm phân phúc mạc. Bây giờ phúc mạc có thần kinh không? Câu trả lời là có. Nhưng vì có phúc mạc thành và phúc mạc tạng, và cái thần kinh chi phối cho phúc mạc thành phúc mạc tạng có khác nhau. Đây bạn thấy có hai đoạn, thì phần này là phúc mạc tạng đúng không? Rồi thì thần cái phần màu xanh là phúc mạc tạng. Giờ riêng phúc mạc thành, nếu mà phúc mạc thành mà phủ ở mặt nào của cơ hoành các bạn? Mặt dưới cơ hoành. À, xin đầu tiên xin nói trước là cái tính chất cảm nhận cảm giác của hai loại phúc mạc có khác nhau. Phúc mạc thành thì nó nhạy cảm với những cảm giác giống như trên da mình nhận được đó, tức là trên da mình nhéo thì thấy đau, nóng lạnh cũng biết, xúc giác cũng biết, áp lực cũng biết, bạn học trong đường những trường thần kinh đó ha. Thì trong cái phúc mạc thành, như vậy phúc mạc thành có phải nó nằm trên thành bụng không bạn? Phúc mạc thành là một thành phần trong cái bề dày của thành bụng, vì thế mà nó có cái cảm giác giống như là cảm giác ở thành bụng. À, nếu mà cảm giác của phúc mạc mà ở mặt dưới cơ hoành thì nó sẽ được dẫn truyền theo dây thần kinh hoành, hay nói cách khác là nó mượn đường đi của thần kinh hoành. Mà thần kinh hoành là rễ mấy bạn còn nhớ? C3, C4, C5. Còn nếu mà phúc mạc thành thì nó sẽ đi mượn đường với dây thần kinh gai. Thần kinh gai sống từ T7 đến T12 và L1. Bạn nào học bài giải phẫu học cơ thân đó, chi phối thần kinh cho thành bụng trước bên đó, thì bạn thấy là từ mỏm mũi kiếm là T7, bạn nhớ không? Dưới T7 là T8, dưới T8 là T9, tới ngang rốn là T mấy? T10 đó, đã cái hình đó đó. Đó chứng tỏ là trên cái diện tích da của thành bụng trước bên đó là do các thần kinh gai sống ngực và gai sống thắt lưng nó chi phối, mà phúc mạc thành thì nó cũng phủ ở đây, do đó nó cũng mượn đường các dây thần kinh đó để đảm nhiệm cảm giác cho nó. Còn phúc mạc mà phủ ở vùng chậu và thì nó lại đi về nhận cảm thông qua con đường của thần kinh biệt. À, thần kinh biệt là thần kinh do ba cái rễ thắt lưng 2, 3 và 4 nối lại với nhau. Nói gọn lại là phúc mạc thành nó có nhận cảm giác. Cho nên khi bạn cái gì đó trong ổ bụng mà kích thích phúc mạc thành thì bệnh nhân sẽ đau bụng, mà đau theo cái dây thần kinh gai dẫn truyền cảm giác cho chính cái thành bụng trước bên. À, còn phúc mạc tạng thì nó không nhạy bằng phúc mạc thành, nó chỉ nhạy với cảm giác mà bị căng giãn, bị kéo căng ra hoặc bị giãn ra. Thí dụ bệnh nhân bị tắc ruột non thì theo bạn phúc mạc tạng bọc chung quanh ruột non có bị căng ra không? Có đó. Và như vậy thì khi bệnh nhân bị tắc ruột non thì cái cảm giác đầu tiên bệnh nhân thấy là cảm giác cái bụng nó trướng, nó căng giãn ra, nhưng nó chưa gây đau cho bệnh nhân. Đến khi nào nó kích thích phúc mạc thành thì lúc đó bệnh nhân mới gì? Mới đau. Tức là nói vậy cho dễ hiểu nè,
Bây giờ ví dụ như có ai đó tình nguyện mổ sống người đó nha, phải giả sử người đó chịu đựng được thì bạn mổ sống ra, cái bạn lấy cái nhíp hay là cái kim bạn chích chích phút mặt thành, thì bệnh nhân đau không? Đau, đau ở đâu? Đau ở trên thành bụng trước bên đó. Lý do lại sao vậy? Nó mượn đường dây kinh này nè, T7, T12, L1. Nhưng mà sau đó bạn lấy đục non của bệnh nhân thì mặt ngoài đục non là phút bằng gì? Phút bằng tạng, lấy kim sao? Chích chích từ phút bằng tạng bệnh nhân sao? Không biết gì cả. À, đó. Nhưng mà bạn làm cho cái ruột non bệnh nhân nó căng ra, ví dụ như bạn đổ cái gì bên trong đi, đổ nó căng ra, bệnh nhân biết không? Biết. Nhưng mà đau thì sao? Không đau. À đó, ứng dụng của này nhiều lắm, ứng dụng này trên lâm sàng nhiều lắm, nhưng mà trong khuôn khổ chương trình chúng ta không nói được. Thôi chúng ta dừng ở đây, đó còn 5 phút mà. À, thôi chúng ta dừng đi. À, tôi sẽ gửi file này theo địa chỉ cũ hay sao các bạn? Hả? Theo địa chỉ cũ hả? Theo địa chỉ cũ là tôi chỉ gửi cho hai cái địa chỉ thôi. Một địa chỉ là cho lớp răng hàm mặt, các bạn có gửi mail cho tôi đó, chỉ là như lớp lớp nào đó, lớp nào tôi quên rồi, có hai rồi mời các bạn hãy